Mới đây, mạng xã hội được một fan xôn xao trước đoạn clip ghi lại một sự việc cực kỳ khó hiểu xảy ra tại shop mỹ phẩm. Theo nội dung từ camera ghi lại cho thấy, một người đàn ông đi bộ qua cửa hàng mỹ phẩm, thấy điều gì đó trên bàn thờ thần tài. Người đàn ông này đã mở cửa bước vào. Tuy nhiên, điều đáng nói là trước khi lấy đi món đồ trên bàn thờ, người đàn ông này còn đứng lại khấn vái thần tài rất thành tâm và nhanh chóng.